Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cách mình thay chậu cho một cây lan dendro khi mới mua về và mình chăm sóc. Trước tiên khi nhận hàng về, mọi người để nơi râm mát, thoáng gió, tránh nắng, tránh mưa trực tiếp. Hai ngày sau mình sẽ đem đi và trồng lại. Tại vì thay chậu á rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình phải biết cách thì cây lan của mình nó sẽ phát triển tốt. Trước tiên mình để 2 ngày sau, cây khô, mình không có tưới gì hết. Bây giờ em sẽ tiến hành thay chậu. Tại vì trồng bằng giá thể than dừa cho nên mình phải thay chậu. Thay chậu để cho nó thoáng, nó không ẩm ướt. Tại vì xơi dừa này là tưới nước nó sẽ hay bị úng, dẫn đến thối rễ. Bây giờ mình sẽ tiến hành là gỡ nó ra. Đó, mọi người có thể đẩy từ dưới đây đẩy lên nha, gỡ rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi, em đã gỡ xong. Và theo em, cây hoa đang nụ, mình thay chậu, mình nên cắt bỏ nụ đi, mình dưỡng cây. Dòng này là dòng hoa rất là thơm, lan nắng hoa rất là thơm. Cái này là banana nè mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ bớt xơ dừa đi, chỉ chừa lại khoảng 1/3 thôi. Bỏ bớt đi 2/3. Rất đơn giản thôi, thao tác nhẹ nhàng. Bộ rễ của nó mình có thể kích ra hoàn toàn đơn giản. Mọi người thấy không ạ? Nó đang có hiện tượng bị úng, bị thối rồi. Em sẽ bỏ hết cái phần xơ dừa dưới này luôn. Cái này rất là dễ tách cho nên em sẽ bỏ hết. Nó chưa có bám, chưa có bám vô. À, mọi người thấy nó đang mục rồi không? Nếu như mình mà mục hết rồi luôn ạ. Đây, em chậu này thì đơn giản. Chậu này mình gỡ rất là nhẹ nhàng. Đó, rất là đơn giản. Nó ra luôn nè. Còn nếu những cái chậu mà xơ dừa nó bám vô trong chắc thì mình sẽ bỏ đi 1/3. 2/3 mình giữ lại 1/3. Những cái cây này mình có thể nhổ đi luôn. Mình có thể khi mình để cây lan của mình khô, mình làm bộ rễ của nó khô, nó không ảnh hưởng gì hết. Những cái đầu rễ này bây giờ mình trồng nhẹ nhàng vô, mình kích rễ, nó sẽ phát triển rất là tốt luôn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành trồng. Có thể xịt sát khuẩn bằng cồn 70 hoặc 90 độ cái nơi mình gỡ ra. Rồi, dùng cái chậu, chậu loại nào cũng được ha. Mình nên sử dụng cái chậu to một tí để khi cây lan của mình nó đẻ ra, nó sẽ hoàn toàn phát triển tốt. Hôm nay em sẽ bỏ cành hoa luôn, bỏ đi để dưỡng cây, để chăm cây cho nó nhanh ra rễ. Sau đó mình khi nào bộ rễ ổn định mình sẽ kích hoa. Rất là đơn giản. Lan dendro nắng, chỉ cần có nắng là có hoa. Coi đến đây, nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video của em hữu ích thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Mình sẽ bỏ cái phần múc này xuống dưới, mục đích là thoáng chậu. Mình trồng cách này thì mình có thể tưới thoải mái, tưới ngày 2-3 lần, cây lan sẽ không sao mà vẫn phát triển tốt. Độ bền rất là cao vì hôm nay em sẽ dùng giá thể là bằng than củi. Than củi mọi người chỉ cần ngâm nước no 2 ngày rửa sạch và để khô ráo, mình bắt đầu trồng lại. Tại sao để khô ráo? Vì là khi mình trồng cái bộ rễ này có thể bị tổn thương, nếu ẩm ướt nó có thể dẫn đến bị nhiễm khuẩn. Bỏ than củi to xuống dưới. Cái múc này mình chỉ bỏ khoảng 1/3 chậu.
đặt cây lan làm sao cho cái hướng mắt ngủ của nó. Cây lan thường nó có hai mắt ngủ, hướng mắt ngủ của nó đi ra ngoài nhiều hơn, tức là cái phần phần thân phần già này nó vào thành chậu, phần này hướng ra phần mặt ngoài, để khi cây lan ra cây con nó sẽ phát triển rất là tốt. Nếu những cái rễ nào bị hư bị dập mình có thể cắt đi, ví dụ như cái này. Còn những cái rễ xanh đẹp trắng muốt mình vẫn giữ lại. Dùng dây đồng hoặc dây nào cũng được để cố định cho cây lan chắc. Rồi, cái phần này nó đi ra ngoài nhiều hơn. Khi cố định cây lan chắc ở vị trí muốn cố định, sau đó mình sẽ bắt đầu tiếp tục chèn giá thể. Cho một chút xíu rêu hoặc giớn chi lê cách gốc khoảng 3 đến 5 cm. Sau đó bỏ phân tan chậm, rêu hoặc giớn chi lê nó sẽ giữ ẩm cái phần đó, và khi phân tan chậm tan ra thì bộ rễ của mình nó sẽ lấy được. Phân tan chậm này là phân của Nhật. Mình sẽ để phân này lên phần rêu mình vừa bỏ để nó không bị rớt xuống dưới đáy chậu. Tiếp tục cho một tí xíu nữa lên tróc phần phân chì vừa để. Sau đó có thể bỏ vỏ thông nhỏ hoặc than củi nhỏ lên bề mặt. Có thể bỏ giớn cặm luôn nha cả nhà. Thoát nước rất là tốt mà lại rất là giữ ẩm. Vừa thoát nước tốt mà vừa cũng có thể là, ví dụ mình tưới, nó có thể giữ ẩm được nhưng nó cũng ráo, chứ nó không tích nước lâu giống như sơ dừa. Rồi, bây giờ em đã trồng xong một chậu lan dendro rất là đơn giản. Để cây này vô phần hiên nhà nơi râm mát, thoáng gió. Tiếp tục 2 ngày sau không tưới
Đến ngày thứ 3, tức là ngày thứ 5, từ lúc mua về mình sẽ bắt đầu tưới nhẹ nhàng và có thể kích rễ được. Cây lan trồng nó phải ở trên bề mặt của giá thể chứ không được chìm hết phần gốc xuống. Như vậy cây lan của mình nó sẽ ra cây con, nó sẽ nổi lên và những cái con côn trùng khi cây con ra, những cái con côn trùng nó cũng hạn chế gặm nhấm dẫn đến cây lan của mình nó bị thui cây con. Đó, em đã trồng xong. Nếu mọi người thấy video của em hữu ích, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video để đồng hành cùng em. 2 ngày sau em sẽ tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách kích rễ ở phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.